lên không chị em gì nữa trơn á, giờ này chị em gì nữa mà anh lên ra đây, để ra,
sợ vậy. Ờ. Ờ quấn luôn lên luôn. Ờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ha ha ha!
lớn muốn sao chuyến này rất lại đập ngọc không chết thôi còn quánh ngoài nữa. Thôi thôi lặp lại thì lên trời đâu hả đâu vậy đâu vậy phan quánh ngon một không mới giờ sang giờ 0.3 rồi. Lên. Quá. Vẫn là nương tay, vẫn là nương tay. Đúng rồi. Lên. Ơi, quấn. Qua ống lưới rồi. Đụng lưới ai, đụng lưới. Cái giờ mình cái giờ cho lưới luôn rồi. Coi nhau phải chấm điểm tiến bộ rồi muốn chạy mà gần mà nó mới trở đánh chân chạy hay không mà có cái sốt đó rồi mà đẹp lắm rồi nữa đủ nay chủ nhật mà mình sẽ thức cà phê sớm để uống cái chầu phê chủ nhật luôn nãy giờ không chơi 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 thì đứng lộn thì vậy thì phải bốn đều còn nếu không bốn đều thì phải chầu phê nãy giờ bốn đều bốn ba chứ không bốn đều rồi ca ok ok Im. Ông mà đập tay cái tại chung là người giao mà. Đi qua đây ăn không giao đây. Ăn không qua đây không đứng mà. Ăn giao mới liễu, ăn được ăn không có qua đây không đứng mà. Đá bốn. Đâu. Mày chạy nè, chạy đâu. Không chấm hoài liệu nó lượm điểm hoài quýt giống như quýt như thằng Trung đó đúng không liệu liệu trúng giờ chưa 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 tại cái nó kỹ thuật mà đỡ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bạn ơi. Giỏi ăn quá vậy. Chưa tay mình tay thôi. Anh dâu ca ra trong liễu bóng anh cứ đi tay với em mà Có chưa lưới gì vậy? Có chưa lưới vậy? Vậy? Không, thì bây giờ khác rồi nhưng mà quy lịch vô lưới cũng không còn hiệu quả. Đó. Wow. Trời đây nè khu khách nè. Rồi chuẩn bị liếu.
Đâu không nhớ à?
không, mà nói chung hôm nay thắng là 6 đều đúng không? Giờ là giờ lắng là 6 đều rồi, đúng 6 đều. Bên này nói 7-6. 7-6 không phải. Rồi cá đi. Cá không? Anh cá. Hỏi ý chưa? Rồi. Chắc chưa? Đây. Chắc chưa? Để đụng tay là không có nói nữa nha. Chắc chưa? Rồi. Chắc chưa? Rồi. Chắc là thôi. Cái gì mình chắc đó. Mình đang lưỡi chết nói chung rồi. Hấp đi, hấp.
hay quá. Đây vô cái chỗ này. Đây lại chỗ này nó thấp hơn á. Phải rồi. 1 13 4. Không sao. Rồi thăm ngầm hoài đâu phải em lâu lắm lần mới sao mà. À, bên này đó. Cái không? Cái không? Mau lên. Hay quá, lao gặp đứng đầu thắng ta. Rồi hay không?